Hi, xin chào các bạn. Hôm nay Hùng sẽ hướng dẫn cho các bạn làm một cái bảng led cà phê. Đây là bảng led cà phê. Mặt chúng ta sẽ dùng alu đen gương ha. Alu đen bóng này. Để khi mà màu đen á là nó dọi cái ánh sáng, nó sẽ hắt xuống cái nền nó bóng, thì nó sẽ hắt xuống cái nền đó tới phản ánh sáng lên, nhìn nó đẹp. Chữ thì chúng ta sẽ thiết kế trên Corel. Thiết kế xong, chúng ta đã dùng CNC chúng ta đục những cái lỗ này. Ngoài này là dùng laser để mà cắt theo cái hình này để xịt sơn. Đây, chúng ta đã vừa xịt sơn xong. Cái này mà đi 1 mét, cái này đi 2 mét. Khung của cái bảng chúng ta sẽ sử dụng là vuông 2 kẽm, trắng kẽm. Kẽm để cho nó chống xét, chứ nếu mà dùng cái sơn đen đó, thì phải sơn nữa. Rồi, khi xong chúng ta chuyển qua công đoạn cắm led. Đây, chúng ta cắm led ha. Cắm đầu tiên là chúng ta đi màu đỏ, màu xanh. Thì cắm sau thì đó là tùy sở thích của mỗi người để cắm thôi, nó không có quan trọng. Đây là chúng ta đi cái viền led siêu sáng ở ngoài này. Cái bóng mà led rồi chúng ta là đục là 0.485 ha, hoặc là 0.49 là gần 5 ly á. Rồi cái con mà bóng viền này chúng ta chạy là 2.2, đục 2.2. Đây là bóng màu trắng hoặc là vàng, nó có nhiều loại màu, chúng ta thích loại nào cũng được. Đây, cái cách đấu thì chúng ta sẽ đi nè, chúng ta cụm hết tất cả màu đỏ. Đỏ là cộng và trắng là trừ ha. Chúng ta đi cụm cho nguyên cái này, là chúng ta đi một cộng. Là chúng ta chia ra một cộng này. Đây. Rồi cái dây dương á, là dây dương là màu đỏ này, là chúng ta đi chung hết tất cả luôn. Này, ta đi chung hết tất cả màu đỏ lại chung với nhau. Không, đây đi từ trên xuống dưới này. Này là lượng bóng rất là khoảng một nguồn thì chạy từ 2200 đến 2000 là ổn định ha, còn từ 2500 trở lên thì nó quá tải thì thời gian thì bóng nó sẽ chập chờn á, sẽ chết nhiều. Rồi, viền chúng ta sẽ đi viền nè. Cái dây đỏ này á, cái dây dương á là chúng ta đi chung hết luôn. Thì khoảng cách giữa chúng ta là đi khoảng tầm 50 con đầu đuôi là cấp dương vô. Còn âm là chúng ta sẽ đi đây, hai con nè, cấp cái này là cấp vô hai con này ha, rồi tiếp đến hai con này cấp vô, rồi và hai con này, đây này, hai con này cấp vô hai con này, là hai con đầu tiên sẽ bỏ hai con tiếp, hai con nữa là thành ba đường á, chúng ta sẽ cấp bo vô. Bây giờ là chúng ta sẽ đi hai con bỏ bốn con á, là thành ba đường, nó sẽ chạy vòng tròn theo cái viền này. Cái viền chúng ta sử dụng điện 12V, còn led ruồi ở trong đây chúng ta sử dụng điện 5V. Đây là cái nguồn 12V 30A chống nước. Còn bên này là nguồn 5V 70A 350W. Cái này vỏ nó nhôm chống nước ha. Cái này chúng ta để trong nhà ngoài trời gì cũng được hết á. Nó là chống nước. Bo chúng ta sẽ chở bo trong phía trong, chúng ta chạy bo. Đây. 8 cộng. Công suất 8 cộng, công suất của chúng ta là xài là 30A một cộng ha. Có mấy bạn hỏi là tại sao em xài cái bo 8 cộng mà cái lượng bóng rất là nó nhanh cháy bóng với lại cháy cái bo này này, là do các bạn xài cái cổng cái loại mà 6A rồi nó cái lượng bóng rất ít, dòng tải nó thấp. Chúng ta sử dụng dòng 8A thì cái lượng bó từ nó chạy từ 250 đến 300 con một cổng. Đây là bo viền chúng ta 4 cổng ha.
8A 30A chứ. Còn 6A thì nó cái màu xanh đó. Cái bo màu xanh đó. Bo chúng ta có dùng one led cũng được hay là bo có nhiều loại. Đây. Nè các bạn nhìn cái thông số phía sau ha. Đây mạch 4 kênh này, 30A này, công suất là 30A này. Còn cái công suất 6A nó khác nha. Cái phân biệt được giữa 30A và 6A nha. Đây, các bạn vừa đây là vừa đang đấu điện. À, tất cả các màu đỏ là đi chung ha. Dương là đi chung. Còn âm sẽ chia ra. Âm sẽ chia ra, mình muốn nháy cái nào thì mình đưa cấp vô bo là cái đó là âm. À, lỗ này chúng ta sẽ đục lỗ 2.2. Cầu bóng ở ngoài. Cái bóng viền này sẽ có màu xanh, đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá, vàng ấm, vàng nắng. Nó rất là nhiều loại. Dây chúng ta đi dây điện 2.4. Bo chúng ta dán cái bo lên này. Lấy một miếng hột mát chúng ta che lại. Cái khi mà dán bo lên đây nè, cái khi mà nước mưa nó đổ xuống á, nó đổ từ trên này xuống này, chảy xuống đây là nó, nếu mà mình không làm một miếng này, thường nó nằm trong hộp thì nó đỡ hơn, nhưng mà nó vẫn có cái độ ẩm của nước mưa nó vô á. Chúng ta sẽ làm một cái miếng mái, nước nó chảy xuống đây, nó che, nó chảy ngược xuống đây. Còn cái led này thì nó không có sao hết, nước mưa nó vẫn bình thường. Xài giống như kiểu led P10 đó, chứ nó đúc là nó chống chống nước. Đây chúng ta sẽ cái bo giờ có miếng đỡ dưới này nè, nên chúng ta khi bắt vô nó chống chập cháy. Còn cái bình thường là nó không có cái miếng này, chúng ta dán trực tiếp lên luôn. Dán cái dây lấy cái 52 dán cái đầu này. Cái bo là cái này là cái dây chuyển âm này. Tăng công suất cho cái bo này. Cái này là tăng công suất ha. Chúng ta chuốt ra đây, cấp âm vô đây thì nó sẽ mạnh hơn. Rồi. Cái này là bo viền, chạy viền. Cái bo này là lạ ha. Đây là ta đi 3 viền, viền led lốp ở chúng ta đi 3 viền. Đây chúng ta sẽ bắt đầu lắp bo này. Bo chúng ta sẽ bên này cộng, đây này trừ này ha. Ta cấp âm dương như đây. Còn bên này cộng là chia ra 3 cộng hoặc 4 cộng. Cái này cái bo 4 cộng thì chúng ta có thể chạy 4 cái cộng này được. Này. Đây bên này cũng cấp mà âm này dương này. Chúng ta đi cấp cho 5 cổng này. Đây. Mạch chúng ta là mạch one led ha. One led hoặc có nhiều loại mạch khác nhau, chúng ta thích loại nào thì chúng ta sử dụng loại đó thôi. Các bạn ráng học một cái nghề, để sau này chúng ta có cái ở nhà, khi nào hết sức rồi chúng ta không có đi làm được nữa, chúng ta về nhà chúng ta làm, mở một cái tiệm nữa, chúng ta ở nhà kiếm sống qua ngày thôi, không có lo gì, nghĩ gì nhiều hết á. Đóng cửa ở trong nhà làm cũng được, không sao, vẫn sống được. Bây giờ mình còn sức thì mình còn đi làm được, chứ giờ giai đoạn nó hết sức thì
lại làm thì mình phải phụ thuộc vào người ta chứ đâu có, mình đâu có được chủ động cái thời gian của mình đâu. Mấy bạn trên YouTube ngày nào cũng hỏi có dạy nghề không, mà do cái công việc đây nó nhiều quá với lại cũng không có thời gian để mà dạy cho mấy bạn, giai đoạn giờ cũng không lên video cho các bạn coi. Đây chúng ta cấp vô cái này, như có ba cổng viền đó nha. Ồ, nó nháy cổng viền, cổng nháy nháy chạy qua vừa qua hả? Cái này có mũi tên này. Nó là cấp ba cái viền, nó là ba cái mũi tên đó, nó sẽ chạy chỉ vô vậy. Xe cây khỏi khỏi em hết mình nữa. Cái nào dư quá cắt bớt cho nó ngắn ngắn lại cho nó gọn rồi. Vô tới này, cắt bớt đi, chấp nó vô đây. Vô đây, đừng để cho dư dây nhiều quá rồi máy uống nó. Chừng, sợ ngắn quá, chừng của hành nữa, nó kéo ra. Mình thấy, thấy cái tivi không? Đi cái tivi nó đi, cái nào là đó luôn. Cái này thì nó càng ngắn càng tốt. Tivi nó đi là không bao giờ nó có, lộn nguồn nữa. Quất cho 12V, 5V, quất cho 12V nữa. Khi mà chúng ta cái nguồn này chúng ta có hai loại, chúng ta có 12V với lại 5V, mà nếu mà chúng ta sử dụng 5V cho 12V á thì nó không có sáng, mà còn chúng ta sử dụng 5V chủ nguồn 12V cho 5V á nó cháy luôn, cái bóng ác vậy đó. Mới nhấp vô thì không sao, mà để chạy lâu nó yếu bóng liền, quá tải. Cái đợt cái ở dưới bà Thành Đồng Việt á, mấy thời sắt nó vô nó câu sao mà nó câu, hình như nó câu cái điện 5V qua cái viền vô cái bảng led giờ mà cái còn sáng mặt thôi. Cái viền là cái kia nó không sáng. Bữa nào xuống sửa cho người ta. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử cái đó là 12V á. 5V. Còn phải 5V. Cục này 5V này. 5V, chúng ta sẽ cấp vô bò 5V. Đây. Úi giời ơi. Đây, đến cái viền. Rồi đây là thành quả chúng ta vừa câu xong. Đây. Cà phê ha. Ca cộng.